Xin chào các bạn. Chúng ta đang có mặt tại thành phố Long Khánh của tỉnh Đồng Nai. Ở thành phố Bình Dương, ở tỉnh Bình Dương thì ở đó thì cái nghĩa trang của thành phố đã không cho chúng ta làm cái việc tâm linh ở đó. Cho nên tôi đã dẫn độ tất cả các vong linh chết vì Covid của tỉnh Bình Dương dẫn độ về tỉnh Đồng Nai và tập trung các vong linh. Tôi cũng phải đi vòng quanh của cái thành phố Biên Hòa và Đồng Nai để dẫn độ các vong linh về thành phố Long Khánh của tỉnh Đồng Nai. Và tại đây rất may mắn là có một gia đình của một cô. Cô đã rất là nhiệt tình để mời thầy trò vào để lấy một cái địa điểm để tập trung các vong linh, để khao các vong linh rồi sau đó chuyển kiếp đầu thai cho họ. Ngày hôm nay chúng ta làm ở đây không có áp lực thời gian thì tôi sẽ làm được nhiều việc hơn. Đầu tiên tôi sẽ mở cửa ngục, sau đó đích thân tôi xuất hồn xuống để giáo hóa chúng sinh, để xem có những chúng sinh nào có thể nghe được chính pháp thì họ sẽ có cùng với lại cái đợt Covid này để lên trên để chuyển kiếp đầu thai. Đây là một cái việc mà hôm trước tôi đã không làm được ở tại ngôi chùa trong cái nghĩa trang ở Bình Hưng Hòa. Các bạn hiểu không ạ? Đấy là một cái điều rất thiệt thòi cho các cái vong linh ở đó. Còn bây giờ vẫn là động tác mà hôm trước chúng ta đã làm, đó là mở cửa ngục. Tôi gõ hơi mạnh. Rồi cái này thì lát nữa tôi sẽ lắp lại. Còn bây giờ tôi sẽ xuất hồn xuống dưới địa ngục, giáo hóa các chúng sinh, xem các chúng sinh đợt này có được nhiều không, những chúng sinh lên theo các cái vong linh của Covid của hai tỉnh. Thưa các bạn, cõi địa là nó gọi là do thiên quản lý, cho nên tôi xuống và lấy danh sách nó là cái chuyện bình thường. Các bạn hiểu không ạ? Bây giờ tôi sẽ đích thân xuất hồn. Hôm nay chúng ta thoải mái thời gian để các vong linh được thiết tiệc và nghe kinh. Đồng thời cũng có nhiều thời gian để tôi xuất hồn xuống dưới đó để dẫn độ các chúng sinh. Nếu như các chúng sinh nào mà hướng theo chánh pháp, các bạn hiểu chứ? Thưa các bạn, ở ngoài cổng đã tập trung rất là đông các vong linh, kể cả là không phải chết vì Covid, họ cũng đi theo cái đoàn từ Bình Dương sang Đồng Nai, sang Biên Hòa Đồng Nai rồi về Long Khánh, rất là đông, dọc theo cái trục đường này rất đông, họ đang đứng rất đông và họ đang xin tiền rất đông. Thưa các bạn, Trang quay ra ngoài trời, trời đang âm u, rất là âm u và chuẩn bị mưa.
giống như hôm qua chúng ta làm ở thành phố Hồ Chí Minh, trong khi chúng ta làm thì trời đổ mưa rất to, và ở đây cũng thế. Tôi nhìn trời như này thì lát nữa chúng ta làm trời sẽ mưa rất to. Tôi về nhân chúng sanh tôi có trong sao được mà dám bày nhiều phương tiện làm cho chúng đó được giải thoát anh cả rồi, từ thân tôi mới chứng thành Phật Đà bởi ở trước Đức Phật. Sự tự quan tâm bạn, tôi cần phải can thiệp việc này, đó là rất nhiều vong linh chết không phải vì Covid cũng tập trung đến đây mong muốn được siêu thoát. Nhưng cái này tôi phải phân loại, tại vì là tôi chưa làm mảng gia tiên, nếu mà cho lên như này là rất nhiều, cho nên sẽ phải có sự can thiệp để tách nó ra, tách ra. Dẫu biết rằng là họ cũng rất là mong muốn được siêu thoát, nhưng chưa phải thời điểm. Đây là thời điểm của các vong linh Covid chết vì Covid. Rất đông thưa các bạn, rất đông. Thưa các bạn, những cái đồ lễ này đích thân thầy trò đi mua, đích thân sắm lễ và đích thân khao tiền. Đây cũng là cái tâm của thầy trò với cái vong linh chết chưa đến số bởi Covid. Ở trong đó có cả người già, có cả trẻ em. Đây là một điều rất là thương cảm. Và lần này cho họ chuyển kiếp đầu thai để cho dương phần của chúng ta không bị tác động xấu bởi tâm linh xấu, để mọi thứ phát triển cho tốt đẹp. Hôm nay thì chúng ta không vội vàng gì, không vội vàng gì. Để cho họ nghe kinh, để cho họ dự tiệc lần lượt, từng tốp vào rồi ra, vào rồi ra. Và cái bàn tiệc này nó không chỉ nhỏ bé như thế này, vì tâm của tôi rất lớn cho nên tiệc rất là đầy. Các bạn hiểu không ạ? Tâm, tiệc nó sẽ theo tâm, tiệc sẽ theo tâm. Tâm của tôi rất rộng thì tiệc nó sẽ rất dày. Và trời đang mưa, các bạn nhìn có thể nhìn. Trời bắt đầu mưa đổ rồi. Các bạn nhìn thấy chẳng? Rất là tuyệt vời. Rất là tuyệt vời. Trời đã đổ mưa. Em có cầm bà không? Em có cầm bà không? Hôm nay chúng ta không vội vàng, chúng ta cứ bình tĩnh để họ thiết tiệc và nghe kinh. Tôi xin nhắc lại, hôm nay chúng ta không vội vàng gì cả. Không vội vàng gì cả. Rất là tuyệt vời. Buổi tiệc ngày hôm nay đó là cái tâm của bách gia trong họ, đó là cái tâm của thầy trò khao thỉnh những cái vong linh gọi là không may mắn đã chết vì Covid của hai tỉnh Đồng Nai và Bình Dương. Tôi không hiểu làm sao khi vào trong miền Nam này làm những công việc vì cộng đồng rất hay gặp trở ngại, rất hay gặp những cái cản trở. Nhưng cuối cùng thì tôi cũng có giải pháp để làm sao cho công việc và cái trọng trách của mình nó được hoàn thành một cách hiệu quả nhất. Cũng giống như hôm nay chúng ta phải di chuyển xuống thẳng Long Khánh và đưa rước dân độ một chặng đường khá xa các vong linh của Bình Dương về tới Long Khánh này, để rồi lát nữa họ thiết tiệc xong thì chúng ta sẽ cho họ lên thiên để chuyển kiếp đầu thai. Trời đang mưa thưa các bạn, trời đang mưa. Nhân đây tôi xin gửi lời cảm ơn đến
một bạn, bạn đã tạo điều kiện cho thầy trò và bạn đã cho thầy trò mượn cái xe để di chuyển ở trong này. Tâm của bạn ra tâm với trong cái chuyến đi này, mọi thứ bạn ra tâm với thầy trò đó là điều rất lớn và rất là may mắn cho thầy trò. Và thông qua clip này, tôi xin gửi lời chân thành cảm ơn đến bạn đã hỗ trợ thầy trò rất nhiều. Xin cảm ơn bạn. Hôm trước chúng ta ở những ngôi chùa kia, tôi muốn bày biện cho nó đẹp thì họ cũng không cho bày biện. Tôi muốn làm cho nó cẩn thận thì họ cứ rục rã về thời gian. Thực sự cái tâm của họ rất xấu, tôi rất là buồn. Nhưng cũng may là hôm đó công việc nó cũng đã suôn sẻ. Chỉ tiếc một điều rằng không đủ thời gian, giống như hôm nay để tôi xuất hồn xuống dưới để giáo hóa và giảng pháp cho những cái chúng sinh ở dưới địa ngục, để họ có thể chuyển lên các cái cõi tốt đẹp hơn. Các bạn hiểu không? Như hôm nay chùa thì tôi đã làm được việc đó. Đấy là điều rất là vui. Ở đây địa điểm này ngay trung tâm thành phố Long Thành, ngay trung tâm thành phố Long Thành. Và lát nữa thì xong việc ở đây thì thầy trò tôi sẽ di chuyển xuống Vũng Tàu. Và việc của Bách Gia Trăm Họ đến hôm nay là xong. Bắt đầu từ chiều nay và một vài ngày tới thì tôi sẽ làm việc cho các gia đình mà tôi đã lên lịch sẵn. Và các gia đình có vấn đề thì cứ liên lạc với tôi qua Zalo số 0984133133. Tôi chưa mở máy mà hãy nhắn tin với tôi qua Zalo. Và chúng ta, đây cũng là một hành động chúng ta tích phúc tích đức cho bản thân. Cho nên nếu các bạn muốn gia tâm thì hãy gia tâm cùng với thầy trò thông qua số tài khoản ngân hàng BIDV. Số tài khoản của tôi là 21510023399954. Xin cảm ơn sự gia tâm của các bạn. Và sau chuyến đi này về tới bản điện, tôi sẽ lại chia phúc đức cho tất cả những cái tâm đã gia tâm và đồng hành cùng với thầy trò. Mưa xong bây giờ lại tới đấy. Hả? Mưa xong bây giờ lại mưa sáng. Xong lại nắng, mưa lại nắng, cứ từng đợt từng đợt. Thực sự thưa các bạn, là ở ngoài cái lực lượng vong linh đang tập trung rất là đông, rất là đông. Thực ra các bạn bảo tôi muốn cho các bạn tương tác về cái phần này, nhưng mà thực ra tôi không biết là cho các bạn tương tác kiểu gì. Tại vì là cái này thì phải có tiên nhãn mới nhìn ra được. Giống như hôm qua cái bạn học trò mới của tôi, bạn có thể nhìn thấy là các vong linh nó chờ sẵn ở nghĩa trang Bình Hưng Hòa là rất đông, thì bạn ấy nhìn thấy. Còn là bây giờ tôi nhìn thấy, tôi chỉ biết nói với các bạn là như thế này thôi, chứ không có biết được phải nói cho xin. Các bạn tương tác kiểu gì, các bạn hiểu không ạ? Tâm linh là phải tín và tin. Và tôi biết một điều rằng tôi không được phép nói sai một câu, một từ, vì nghiệp gánh một đời. Các bạn hiểu chưa? Còn bây giờ thì tôi sẽ lệnh cho thập nhị tướng quân cùng 30.000 thiên binh hỗ trợ tiếp dẫn dân độ toàn bộ vong linh, các cái vong linh chết vì Covid của hai tỉnh Bình Dương và Đồng Nai lên thiên để chuyển kiếp đầu thai. Bây giờ chúng ta cùng nhau nghiệm thu công việc của chúng ta ở hai tỉnh này. Để bấm. Tôi cần là kiểm tra cái thân mệnh của tôi một chút, tại vì có lẽ tôi hơi có sự phân biệt về các cái vong linh chết vì Covid và các vong linh chết theo kiểu mảng gia tiên. Thực ra tôi cũng phải nói lại với các vong linh như thế này: khi nào tôi làm mảng gia tiên thì lúc đó tôi cho các vong linh đó đi theo và lên thiên. Còn hôm nay chủ đề của chúng ta chỉ là các vong linh chết vì Covid, cho nên các vong linh đó hãy nán lại đợi sang tháng. Tháng sau tôi sẽ đi về mảng gia tiên, tôi sẽ cho tất cả lên tiên. Được rồi, thưa các bạn, chúng ta đợi một chút. Còn các lượng vong nhi thì đang bị chậm trễ hơn so với những người lớn. Chúng ta đợi thêm một chút nữa, các vong nhi
tôi xin nhắc lại các vong nhi đang bị chậm hơn so với người lớn. Người lớn thì đã lên rồi, còn vong nhi còn đang bị chậm trễ. Chúng ta đợi một chút nữa. Lệnh cho tứ đại thiên vương tạo một lối đi riêng cho các vong nhi lên thiên để kịp cùng với các vong lớn. Chưa được. Vẫn chưa được. Thì ra các vong linh thiên vong nhi cũng có thể là các vong nhi này đói quá, đói quá, cho nên là không đủ sức lực. Có lẽ tôi lại phải hỗ trợ năng lượng tiên. Lệnh để thiên giới ban năng lượng tiên cho các thà vong nhi để lên thiên chuyển tiếp đầu thai. Mọi thứ, mọi cái đều thể hiện qua lá bài một cách rất cụ thể, rất cụ thể. Được rồi, thưa các bạn, công việc của chúng ta đã xong ở hai tỉnh Đồng Nai và Bình Dương. Xin chúc mừng hai tỉnh Đồng Nai và Bình Dương. Âm phần đã làm sạch đi được một nửa. Còn lại cái mảng gia tiên tôi sẽ quay lại vào trong chuyến đi mảng gia tiên sau và tháng sau. Xin chúc mừng hai tỉnh, xin chào, xin cảm ơn sự gia tâm và đồng hành của các bạn với thầy trò. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.